Thưa đại chúng, đây hôm nay là ngày thứ năm, mùng 2 tháng 2 dương lịch năm 2012. Chúng ta đang ở tại thiền đường nước tỉnh của Sơn Thượng trong khóa tu an cư kết đông. Chỉ còn 18 ngày nữa là mãn khóa tu. Lần ba chúng ta có 6 câu linh chú. Và cái câu đầu là I am here for you. Tôi đang có mặt cho anh, cho em, cho chị. Chúng ta đừng có tưởng là cái câu linh chú đó nó dễ thực tập. Và chúng ta đừng có tưởng là chúng ta hiểu được cái câu linh chú đó rồi. Tại vì càng thực tập chúng ta thấy cái câu linh chú đó nó càng sâu. Đó là câu linh chú của tình thương. Khi mình thương ai á, thì mình phải có mặt cho người đó. Mình thương mẹ, có mặt cho mẹ. Thương cha, có mặt cho cha. Thương anh, có mặt cho anh. Thì chúng ta thường nghĩ như vậy. Nhưng mà thế nào gọi là có mặt? Làm thế nào để có mặt? Tại vì cái thân xác của mình, cái hình hài của mình không có nghĩa là sự có mặt của mình. Đôi khi sự có mặt đó của thân xác nó lại càng làm cho cái tình trạng nó xấu hơn nữa. Nếu mình có mặt với những cái buồn đau, với những cái tủi hờn, với những cái lên xuống của mình đó, thì mình chỉ làm cho người kia đau khổ thêm thôi. Cho nên I am here for you, nó là một cái sự thực tập rất là công phu. Mình phải có một cái sự có mặt vững chãi, an lành. Mình phải có mặt một cách vững chãi, an lành và dễ chịu, thì cái sự có mặt nó mới có ích lợi cho cái người kia. Còn nếu không thì có mặt để làm gì? Có mặt để làm cho người kia đau khổ thêm thì có mặt làm gì? Với những cái lên xuống trồi sụp, với những cái tuyệt vọng, những cái khổ đau của mình, với những cái với những cái lung lay của mình, lên xuống của mình, thì sự có mặt của mình không có nghĩa gì hết. Vì vậy cho nên chúng ta có những cái bài thực tập như là tôi là hoa, tôi là bông hoa, thở vào tôi là bông hoa, thở ra tôi cảm thấy tươi mát. Thì khi mà mình có sự tươi mát là mình có cái gì để hiến tặng. Nhưng mình có tươi mát không? Làm thế nào để tươi mát? Tươi mát không phải là cái chuyện tưởng tượng. Nó là cái thiệt. Những người tươi mát là nó có cái tươi mát thiệt. Chứ không phải nói là tôi đang tươi mát mà là mình tươi mát thiệt. Mình phải có cái thấy nào đó. Mình phải có cái thấy là hình hài mình là một cái màu nhiệm. Tâm thức mình là một cái màu nhiệm. Và mình có những cái niềm vui mà mình có thể tiếp xúc được trong lòng của mình. Và cái đó phải có chánh niệm, phải có chánh định. Thì mình mới làm cho cái sự tươi mát nó trở thành ra một cái hiện thực. Chứ không phải nói mình tươi mát thì tự nhiên tươi mát được. Thôi vào tôi thấy tôi là núi. Mình có cái hạt giống của sự vững chãi.
Nhưng mà hạt giống đó có thể rất là bé, là tại mình không có thực tập. Mình lên xuống, người ta không có thể tin tưởng vào mình được, dựa vào mình được. Mình không có sự vững chãi, mình không có sự mình không có cái gọi là stability. Thì sự có mặt của mình nó đâu có giúp gì được cho người kia. Mình không có sự ổn định, stability, thì làm thì người kia có được hưởng gì đâu. Mà làm thế nào để có sự vững chãi, có sự ổn định, thì rõ ràng là những cái pháp thực tập như là thiền đi, hay là như thiền ngồi, hay là như thiền thở, nó đem tới cái sự ổn định của thân mình và của tâm mình. Nếu mình không thực tập thì làm sao có sự ổn định, có sự vững chãi để hiến tặng cho người kia. Và cái vai trò của sự thực tập nó như thế nào? Và nếu chúng ta có thực tập thì chúng ta thấy rất rõ là cái thiền đi, thiền thở, thiền ngồi có thể đem lại sự vững chãi. Rồi đến cái câu thần chú gọi là nước tĩnh lặng chiếu. Mình có sự bình an không? Mình có sự bình an trong lòng mình hay không? Hay là mình bị những cái phiền não nó quấy phá, mình bất an? Nếu mình không có sự bình an đó thì như là mình như là một cái mặt, mặt biển bị giông tố, nó có rất là nhiều sóng, thì mình đang khổ. Làm sao mình có sự bình an để hiến tặng cho người kia? Và sự thực tập hàng ngày của mình á, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái thở của mình, nếu mình không có, mình không có áp dụng vào thì làm sao mình có sự bình an được? Mình không có gì, không có gì nhiều để hiến tặng cho người thương của mình hết. Và cái thứ tư là không gian, tôi thinh thang. Là nếu mình không có cái tự do, mình đã mất cái tự do rồi. Mình có sự thảnh thơi trong lòng, mình vướng bận, mình lo lắng, mình tuyệt vọng, mình giận hờn, mình không có tự do. Thì không có tự do đó thì mình làm gì có hạnh phúc để mình có thể hiến tặng cho người kia được. Mình muốn có tự do là phải buông bỏ và chuyển hóa. Và nên mình không có tự do thì làm sao mình hiến tặng cho người kia tự do được? Không, mình không có gì để hiến tặng người kia cả. Thành ra những câu thần chú này nó phải được thực tập cho mình trước. Ví dụ mình nói rằng là I'm here for you, thì cái câu đó nó có nghĩa là I'm here for me first. Tôi phải có mặt cho tôi trước. Mà anh có mặt cho anh hay không? Trong khi anh đi, anh có mặt cho anh không? Hay là anh đang đi như bị ma đuổi? Trong khi anh ngồi, anh thật sự có mặt nói cho anh không? Hay là anh đang ngồi nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai? Anh không biết dùng hơi thở và cái thế ngồi để anh trú trong giây phút hiện tại, để anh tiếp xúc với những cái mầu nhiệm trong anh và để anh xử lý những cái phiền não khổ đau đang biểu hiện trong anh. Thì cái câu đầu I'm here for you nó có nghĩa là I'm here for myself first. Tại vì mình không có mặt cho mình được á, thì làm sao mình có mặt cho người kia? Tại vì tình thương, tình yêu ở trong đạo Phật á, là mình phải bắt đầu từ mình trước. Nếu mình không có chấp nhận được mình có yêu thương được mình, nếu mình trốn chạy mình, thì làm sao mình có thể chấp nhận được người kia? Cho nên I am here for you có nghĩa là I am here for myself first.
Và khi mà mình xử lý được cái thân và cái tâm của mình có một ít vững chãi, mình có ít thanh thơi, mình có ít tươi mát á, thì lúc đó câu thần chú mới có hiệu nghiệm đối với người kia. Nó phải có hiệu nghiệm đối với mình trước, trước khi nó có hiệu nghiệm với một người khác. Và mình trông chờ ai làm chuyện đó cho mình? Mình trông chờ thầy hay là chúng hay là cái cơ cấu tổ chức nó làm cho mình? Không, cái đó mình phải tự làm lại. Và đó là sự đóng góp của mình cho chúng. Và nếu có cái đó rồi thì tự nhiên mình vững ra, mình hạnh phúc lại trước khi chúng được thừa hưởng. Thế nên mình phải tập, thực tập cho mình trước. Trong chúng ta ai cũng có thể có cái cảm giác trống trải, đơn độc, cô đơn. Và chúng ta cần tình yêu. Chúng ta cần một người thương chúng ta để chúng ta cảm thấy bớt lạnh lẽo, bớt cô đơn, bớt trống trải. Và chúng ta cần người kia có mặt cho ta để ta bớt trống trải. Chúng ta có một cái khoảng trống, một cái vacuum ở bên trong, và chúng ta không có xử lý được cái lỗ hổng đó, cái vacuum đó, và chúng ta muốn kiếm một người nào đó nhét vào trong đó cho nó đầy. Và có khi người đó chịu để chúng ta nhét vào, để cho người đó mất tự do. Và nếu người kia không có chịu vô ngồi trong cái khoảng trống rỗng đó thì mình giận, mình nói người đó không có thương mình, và mình chỉ muốn cái người đó, bắt cái người đó nhét vào trong cái khoảng trống của mình để cho mình bớt cô đơn và người đó mất tự do. Mình chỉ muốn người đó trở thành hình bóng của mình, cái shadow của mình. Người đó mất tự do. Mà nếu mà người đó không có chịu thì mình giận, mình trừng phạt người đó. Mà anh không thương tôi. Thế đó không phải là thương. Trước hết là mình phải xử lý cái lỗ hổng ở trong mình, cái sự trống trải, cái vacuum ở trong mình. Mà làm thế nào? Làm thế nào để xử lý cái sự trống trải, cái gọi là loneliness ở trong lòng của mình được? Kỳ trước mình đã nghe cái câu chuyện của dòng sông. Câu chuyện của một dòng sông suốt ngày chỉ để đuổi theo những đám mây trên trời. Hết đám mây này tới đám mây khác. Mây thì nó vô thường. Bây giờ nó ở đây, nhưng chiều nay nó đi mất. Và mình khóc, mình buồn. Mình để suốt ngày ra để nắm bắt những đám mây. Mình cảm thấy có sự trống trải, dòng sông nó cảm thấy có sự trống trải và nó muốn nắm bắt những cái đám mây. Và cái cuộc nắm bắt nó kéo dài. Hết đám mây này thì chạy theo đám mây khác. Và không bao giờ thỏa mãn được hết. Trong khi đó thì đám mây không có, dòng sông không biết rằng nó chính là mây. Nếu nó trở về nó thì nó thấy rằng mình toàn là mây thôi. Và cái thấy đó nó làm cho dòng sông không còn cô đơn và trống trải nữa.
what you are look, you what you have been looking for. You already have it. What you want to be, you are already it. Mà cái đó chỉ có niệm định và tuệ mới làm được. Và khi mà quý vị ngồi mà thở, mà thấy rằng trong lòng mình nó đầy đủ hết, nó có đủ hết rồi, có buộc, có pháp, có tăng, có đủ hết, có chí nguyện, có bồ đề tâm, thì quý vị cảm thấy đầy đủ. Complete. La plenitude. Quý vị không còn muốn chạy theo cái gì nữa hết. Và cái đó có thể thực hiện được bằng niệm, bằng định, bằng tuệ. Niệm tức là cái khả năng ý thức được những cái màu nhiệm đang có mặt trong giây phút hiện tại. Định có nghĩa là gìn giữ được cái thấy đó lâu dài. Và tuệ là cái thấy nó làm cho mình vượt qua những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái sợ hãi, những cái trống trải, những cái lo lắng. Và mình là người tu thì mình phải biết sử dụng những cái năng lượng đó, những cái energy đó. Nếu mình không có cảm thấy an, mình không cảm thấy lạc, mình không cảm thấy đầy đủ trong khi mình bước bước chân như vậy, thì mình không có cái gì để cống hiến cho người khác. Bởi vì vậy cho nên đối với sự trống trải của mình không có xử lý được. Mình cứ đi kiếm một người làm cái vật để mà nhét vào cái khoảng trống trải của mình, thì cái đó không phải là tình thương, không phải là tình thương đích thực. Đó là cái nhu yếu muốn chiếm hữu, muốn sử dụng cái kia như là một cái đồ vật. Và cái đó nó không phải là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực là sự cống hiến. Mà trước khi mình có thể cống hiến cho một ai đó một cái gì, thì mình phải biết cống hiến cho chính mình. Mình phải cho mình một ít tươi mát, mình phải cho mình một ít niềm vui, mình phải cho mình một ít bình an, mình phải cho mình một ít thông dong, thanh thơi, tự do. Mà cái đó có thể làm được với những cái thực tập hàng ngày mà mình học được ở đây. Và nếu mình thật sự muốn thực tập đó, thì một ngày là nó đã khá rồi, chứ đừng có nói là nhiều ngày. Một giờ nó đã thấy khác rồi. Cái đó gọi là hạ thủ công phu, là thực tập thiền. Mà sự thực tập này nó không có nặng nhọc, nó có thể rất là dễ chịu. Nếu mình không có cái sự vững chãi, nếu mình có cái sự hại, sự sợ hãi trong mình, thì mình phải áp dụng cái phương pháp. Mình phải có mặt cho mình phải có đủ chánh niệm. Mình thiết lập chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, để có cái năng lượng đó mà nhận diện và ôm ấp cái sự trống trải, sự lo lắng, sự sợ hãi của mình, để mình có một ít vững chãi. Và hơn nữa, mình có thể lợi dụng cái sự có mặt của chúng, của anh, của chị, của em mình, cái năng lượng tập thể của niệm, của định, để mình ôm lấy cái niềm cô đơn, cái niềm sợ hãi, cái niềm tủi nhục của mình. Nó sống trong chúng được nhờ cái đó. Đại chúng ơi,
con có cái niềm cô đơn, con có cái niềm sợ hãi. Xin Thầy chúng giúp con ôm lấy cái niềm cô đơn, niềm sợ hãi như thế này. Mình đừng có che giấu, mình là một cái dòng sông, mình không có mặc cảm gì hết. Nếu nó xảy ra là mình yếu đuối hơn người đồng chúng. Nếu sự thực xảy ra là mình có nhiều sợ hãi, nhiều mặc cảm hơn trong chúng, thì cái đó là do cái dòng chảy của mình. Mình không có mặc cảm, mình nói nó xảy ra như vậy đó, con là như vậy đó, xin chúng từ bi. Đây là một dòng sông chứ không phải là một cái ngã. Con xin chúng nhận diện, ôm ấp giùm cho con, không có mặc cảm gì hết. Cái đó gọi là quý y tăng. Tăng là để như vậy, tăng là để ôm ấp mình, để hướng dẫn cho mình, để soi sáng cho mình. Và mình phải giao thân mạng cho tăng, giao thân mạng mình cho tăng thì mới được. Cũng như giọt nước giao hết tả thân mạng của nó cho dòng sông, để dòng sông chuyên chở nó ra biển. Còn nếu mình che giấu, mình có mặc cảm, mình sợ người này biết, người kia biết, mình sợ thầy biết, thì mình ôm lấy một mình thì mình không có thành công được. Mình không cần có mặc cảm, tại vì cái dòng sông của mình nó như vậy. Mình có tổ tiên như vậy, mình có ông bà cha mẹ như vậy. Vì vậy cho nên mình có những cái nỗi khổ niềm đau như vậy, tại sao mình phải che giấu? Mình đâu có phải là mình chịu trách nhiệm về cái đó. Cho nên mình tới được với tăng thân thì mình phải nói rằng đây là nỗi khổ niềm đau của con không có giấu, con xin tăng thân thấy được và ôm lấy giùm cho con, thì lúc đó mới có sự chuyển hóa. Một mình á, đôi khi sự thực tập của mình còn yếu, mình không có chuyển hóa được, mình cần phải tăng thân giúp cho mình để mình chuyển hóa. Nếu mình không làm chuyện đó mà đi kiếm một người để tìm người đó, để cho người đó giúp đem cho mình một ít những vững chãi, một ít thảnh thơi, cái đó là không có được. Mình có thể làm mất tự do của người đó, tại người đó phải lo cho mình, người đó phải lên xuống vì mình, người đó không có tu được. Vì vậy cho nên không có nên nương vào một người. Phải nương vào cả chúng mới được. Tưởng tượng một giọt nước nó không có nương vào dòng sông, nó chạy theo một dòng nước khác. Nó nghĩ rằng tôi không có anh ở bên cạnh, không có anh bên cạnh thì tôi không có thể nào là tôi được. Thì không có được. Những cái pháp môn của làng Mai nó rất là cụ thể. Mình phải can đảm đối diện với cái sự thật ở trong con mình, trong mình, và mình phải áp dụng liền ngay những cái pháp môn đó để mà chuyển hóa, để mà thay đổi. Phải có niềm tin nơi tăng, phải có niềm tin nơi pháp, phải có niềm tin nơi buộc, phải thực sự quy pháp buộc, phải quy thực sự quy pháp, và phải thực sự quy tăng. Mình nói I take refuge in Sangha, nhưng mà kỳ thực mình không có take refuge in Sangha. Mình có tin rằng tăng thân có thể giúp được mình thì làm sao mình có thể hòa nhập vào trong tăng thân được. Tăng thân có thể làm được những cái mà mình không có làm được, tại vì tăng thân là một cái mạng lưới. Ví dụ những cái đau thương nó xảy ra cho chúng trong những ngày qua, nếu một mình thì làm sao mà chịu nổi, rất là khó. Nhưng mà nhờ tăng thân là một cái lưới, một cái mạng lưới. Vì vậy cho nên gió có thổi mạnh cách nào đi nữa thì những cái sợi lưới nó nương vào nhau, nó lên nó xuống, nhưng mà nó không có bung ra, nó không có đứt đoạn. Tăng thân có thể làm được những cái mà cá nhân mình không có làm được. Và điều đó đã chứng tỏ trong những ngày vừa qua.
những cái đau thương đó nó làm cho chúng ta tới gần nhau, chúng ta hiểu nhau thêm, chúng ta thương nhau thêm. Và cái buồn đó có thể được lợi dụng để làm thành sen. Tuy rằng nó có khó khăn thật. Bây giờ xin quý vị mở ra cái bài mới này. Nothing would be about the object of the observation of the object. Nothing would be about the object of the object. Trước hết là ở trang 3 nó có thiếu một cái nên mãi có thiếu cái kệ bài kệ số 5. Nó chỉ có bài kệ số 6 mà không có bài kệ số 5. Sau bài kệ thứ 4 thì nó tới bài kệ thứ 5. Bài kệ thứ 5 là xin quý vị đọc: cực vi thì giống nhau. Những hình chỉ là giả hữu, tách chúng thành cực vi thì tri giác kia không còn tồn tại. Thiếu con ta mấy hàng đó. Cái lỗi là của thầy, thầy không có coi lại trước khi in ra. Cái tác phẩm mà chúng ta đang sắp học đây nó chỉ có 8 bài kệ thôi, và nó có một ít lời giải thích bằng văn xuôi. Và những bài kệ này đã được thầy dịch ra văn xuôi, nhưng mà hồi hôm thì thầy nghĩ rằng thầy cũng nên dịch thành kệ. Vì vậy cho nên thầy sẽ đọc cho quý vị nghe và chép lại những bài kệ. Tác phẩm này là một tác phẩm rất là ngắn, tên là Quán Sở Duyên Duyên. Luận này tức là một cái essay, là sastra. Quán này có nghĩa là nhìn sâu vào. Quán là looking deeply, quán là
examen profond. Còn duyên đây là điều kiện. Duyên là cái điều kiện. Chúng phạm là pra ti ya ya. Còn sở duyên đây là đối tượng nhận thức. Tiếng Pháp là le connaissable, l'objet de la connaissance, object of perception. Vì vậy chính quán sở duyên duyên tức là quán chiếu về cái đối tượng nhận thức. Looking deeply into the nature of the object of perception. Chữ duyên này nó có hai nghĩa, nó có nhiều nghĩa. Cái này không có vững chãi lắm thành mình dựa không được. Duyên này trước hết là một cái điều kiện. Nhưng mà cái chữ duyên ở trong này, chữ duyên trên thì nó có nghĩa hơi khác. Thì duyên trên nó có nghĩa là tới với, liên hệ với, thiết lập liên lạc với, nắm lấy, tìm hiểu, nhận thức là duyên. Và cũng có nghĩa rằng là giúp để làm phát hiện, phát khởi cái kia. Ví dụ khi mình nói vô minh duyên hành thì có nghĩa là vô minh nó đưa tới hành. Hành nó đưa tới thức, hành duyên thức. Duyên có nghĩa là connecting, producing, transforming, understanding. Trong đạo Buộc á, các thầy có nói tới bốn cái loại duyên. Duyên ở đây là conditions. Thứ nhất á, là nhân duyên. Là hetu pratyaya. Nhân tức là cái nhân duyên, tức là cái nguyên nhân, cái hạt giống. Ví dụ như cây lúa, cái hột lúa là nhân duyên. Ví dụ hạt lúa mình gieo vào trong ruộng thì ruộng đất ấy, nó cũng là một cái điều kiện để làm thành cây lúa. Nhưng mà ruộng đất, mưa tuy là những điều kiện, nhưng mà nó, những cái đó không gọi là nhân duyên mà gọi là tăng thừa duyên. Samanantara
Pratyaya, tăng thường duyên. Nếu mà không có đất, nếu không có nước, nếu không có ánh sáng mặt trời, nếu không có phân, thì hạt giống này nó khó trở thành cây lúa. Cho nên ngoài nhân duyên, chúng ta phải có tăng thường duyên. Và thứ ba là sở duyên duyên. Sở duyên duyên là cái này, tức là đối tượng nhận thức. Tại vì nếu không có đối tượng nhận thức thì không có nhận thức. Ví dụ như không có thực phẩm thì không có ăn. Ăn phải là ăn cái gì? Nhận thức phải là nhận thức cái gì? Buồn là phải buồn cái gì? Giận là phải giận cái gì? Luôn luôn là phải cần có đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không có chủ thể. Vì vậy trên cái này gọi là Alambana. Pratyaya. Và sở duyên này tức là Alambana, là đối tượng nhận thức, quán chiếu về cái điều kiện gọi là đối tượng nhận thức. Chữ duyên này tức là duyên này. Sở duyên duyên có hai chữ duyên, sở duyên duyên. Và có một cái điều kiện khác nữa là cái điều kiện của sự liên tục không có gián đoạn. Nó phải có sự liên tục, nếu không có liên tục thì nó bất thành. Ví dụ như khi mình đốt một ngọn đèn thì có cái ngọn lửa. Mình đừng tưởng có một ngọn lửa, nó có rất nhiều ngọn lửa nối tiếp nhau và nó trở thành một cái dòng lửa. Nếu cái trước, nếu những cái ngọn lửa này mà không có nối tiếp nhau á, mà nó cách khoảng, có một cái cách khoảng như thế này thì không có thể có cái ngọn lửa kế tiếp được. Vậy cho nên cái khoảng cách này là cái sự thiếu mặt của cái duyên thứ tư, là sự liên tục. Phải có sự liên tục, một dòng sông cũng vậy, và tất cả những cái dòng hiện tượng khác đều cũng vậy. Nếu không có cái trước ngay khi đó thì không có thể phát khởi ra cái sau được. Ví dụ như một cái cuốn phim ngày xưa, cuốn phim ngày xưa nó gồm có những cái hình. Và khi mà chiếu ra thì thấy rằng là những cái hình sau nó đi tiếp hình trước. Nếu mà trước nó bị cắt đứt cái thì cái sau không có thể phát sinh ra được, không có thể biểu hiện ra được. Thế đó gọi là đẳng vô gián duyên. Vô gián tức là không có sự gián đoạn. Đẳng là đều đều, không có sự đứt đoạn thì mới được. Bất cứ một hiện tượng nào có mặt và diễn biến, một cái dòng chảy nào, tại vì hình hài của mình là một dòng chảy, dòng sông là một dòng chảy, đam mê là một dòng chảy, nó phải có sự liên tục. Còn nếu nó bị đứt đoạn thì nó không có tiếp tục được. Nó đẳng vô gián. Đẳng là nó cứ đều đều như vậy, vô gián là không có bị cắt đứt. Cái này gọi là Adipati. Adipati Pratyaya. Thì cái giáo lý về bốn duyên này nó có mặt ở trong
ở trong cái học phái gọi là học phái hữu bộ Sarvastivada. Học phái hữu bộ có mặt ở miền Bắc, ở cái vùng Kashmir đó, tới 1000 năm. Và hữu bộ đã phát hiện ra những cái đã hữu bộ Sarvastivada đã sản xuất ra nhiều cái bộ luận rất là vĩ đại, như là Đại Tỳ Bà Sa Luận. Như là Câu Xá Luận. Và bốn cái duyên này cũng là giáo lý của học phái Duy Thức, Duy Biểu. Tại vì học phái Duy Biểu á, do Thầy Thế Thân và do Thầy Phổ Trước khơi mở, nó là sự tiếp nối của giáo lý hữu bộ. Giáo lý hữu bộ, giáo lý Sarvastivada được cô đọng trong một tác phẩm của Thầy Vô Thế Thân, đó là tác phẩm Câu Xá Luận, Abhidharma Kosa Sastra, Câu Xá Luận. Kosa là kho vàng, treasure of the Dharma. Và Thầy Thế Thân là một vị luận sư rất là giỏi, và Thầy đã học rất giỏi về cái giáo lý của hữu bộ, và Thầy đã cô đọng tất cả những cái đó, và Thầy cũng có học thêm cái giáo lý của kinh lượng bộ Sutrantika, và Thầy đã cho ra đời một cái toàn thư về Phật giáo rất là hay, gọi là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Abhidharma Kosa Sastra. Trong đó cũng có cái giáo lý bốn duyên. Và khi mà thành lập ra cái phái học phái Duy Biểu Duy Thức thì cũng tiếp tục sử dụng bốn duyên. Thứ nhất là nhân duyên, thứ hai là tăng thượng duyên, thứ ba là sở duyên duyên, và thứ tư là đẳng vô gián duyên. Và sở duyên duyên là đối tượng của cái tác phẩm này, là nhìn sâu vào cái đối tượng của tri giác. Tác giả là Thầy Trần Na. Inaga. Trần Na. Thầy Trần Na sống vào khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6. Khi mà Pháp Sư Huyền Trang ở Trung Quốc sang thì Thầy Trần Na đã tịch rồi. Chỉ có những người đệ tử của Thầy Trần Na còn sống thôi. Thầy Trần Na xuất thân từ một gia đình Bà La Môn Brahmin, và trước đó có học nhiều học phái, nhưng mà sau đó thì đi vào trở thành Phật tử và tu ở trong một cái học phái gọi là Độc Tứ Bộ, Vatsi Putriya Độc Tứ Bộ. Vatsi Putriya. Và học phái này họ chủ trương là có cái ngã. Tại vì nếu không có ngã thì các nghiệp báo, nhân quả rất là khó. Vì vậy cho họ nói rằng là năm trong năm không có ngã, nhưng mà ngoài năm
nó có thể có cái ngã. Nó không phải là trong uẩn mà không phải là ngoài uẩn. Phi tức, phi ly, uẩn ngã. Và đứng về phương diện hình thức thì nó đi trái với cái giáo lý vô ngã của Đạo Phật. Thì cái học phái này Độc Tứ Bộ chủ trương là có cái ngã gì đó rất là vi tế. Nó không phải là năm uẩn mà không phải là ngoài năm uẩn. Rồi lấy những cái câu ở trong kinh để chứng minh rằng họ là đúng. Ví dụ trong kinh có cái nói rằng là có một người xuất hiện trên đời và lợi lạc cho bao nhiêu quần sinh. Người đó là ai? Người đó là Bụt. Thì rõ ràng là trong kinh có nói có người rõ ràng, có ngã rõ ràng, tên là Bụt. Thì tại sao mình lại chối bỏ cái sự có mặt của ngã? Thì thiếu gì những câu như vậy trong kinh để mình níu vào, để mình chứng minh rằng Bụt nói cũng có ngã. Thầy Trần Na đã từng học về giáo lý hữu bộ. Thầy rất là giỏi, thông minh lắm và có rất là nhiều biện tài. Vậy vậy cho nên trong khi tu với cái học phái Độc Tứ Bộ Vasiputriya thì thầy có nêu lên vấn đề là như vậy là mình có đi ngoài, đi xa với cái lời buộc dạy không? Trong khi mà biện luận với các học phái khác thì thầy Trần Na chứng tỏ là một người có biện tài rất là lớn. Và khi thầy biện luận với những cái người ở trong cái học phái Độc Tứ Bộ đó thì họ thua, họ giận quá, thành họ đuổi thầy, không cho thầy tu ở trong cái học phái được nữa. Tại thầy quá thông minh, thầy nói thì dùng lý luận rất là sắc bén. Cái học phái đó tuy là chủ trương có ngã, nó có vẻ xa với Đạo Bụt, nhưng mà có nhiều thầy theo lắm. Khi mà thầy Huyền Trang qua bên Ấn Độ thì thầy thấy cái số các thầy mà các sư cô mà theo cái phái đó có tới 60.000 vị, không phải ít, rất là mạnh. Nhưng mà rốt cuộc thì thầy Trần Na thầy bỏ và thầy trở thành một vị đệ tử của ai? Của thầy Thế Thân. Thầy Thế Thân tức là người em, thầy Vô Trước là người anh. Cái Du Già Sư Địa Luận mà mình vừa học là của thầy anh, còn thầy Thế Thân là thầy của thầy Trần Na. Và khi mà thầy học với thầy Thế Thân thì thầy học rất là giỏi. Và công trình của thầy Trần Na là thầy sáng tạo ra một cái môn luận lý học, một logic gọi là nhân minh hetu vidya, luận lý học Phật giáo, Buddhist logic. Trước đó thì đã có cái luận lý của phái Nyaya rồi. Và nó có 5 cái mệnh đề gọi là ngũ chi tác pháp. Và thầy Trần Na thầy làm cho nó gọn, còn 3 mệnh đề thôi gọi là tam chi tác pháp. Và thầy có thể, người ta tôn thờ thầy là ông tổ của luận lý học, của cái môn luận lý học Phật giáo, nhân minh học. Hồi thầy còn trẻ hai mấy tuổi, thầy có viết một cái cuốn sách về nhân minh, tức là Phật giáo luận lý học. Và để cho người ta đừng có thành kiến, thầy để là Đông Phương luận lý học thay vì để là Phật giáo luận lý học. Thì như cuốn sách đó ra đời năm 1952. À, hiện bây giờ mình có một bản, sư cô, sư mẹ Thoại Nghiêm giữ Đông Phương luận lý học của nhà xuất bản Hương Quê, in ở Sài Gòn năm 1952. Hồi đó thầy còn trẻ lắm, đọc cái đó nhất cái đầu lắm. Nó giống như toán,
Thì thầy Trần Na là cha đẻ của luận lý học Phật giáo, Buddhist Logic. Và thầy có nhiều tác phẩm. Và Quán Sự Duyên Duyên là một tác phẩm rất là nhỏ. Và hôm nay mình được học. Tác phẩm này nó khá nhức đầu, nhưng mà thầy tìm cách thầy làm cho nó dễ để cho quý vị tiêu thụ được. Bây giờ bắt đầu bằng sự ghi chép cái câu kệ thứ nhất ở trong tác phẩm mà quý vị chưa có. Sư em Trăng Phố Đà đâu lên viết chữ Hán. Thầy viết tiếng Việt, xem viết tiếng Hán. Trong cái bảng chữ Hán mà quý vị có đó, nó nằm ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hàng thứ 7. Cực vi ư ngũ thức, thiết duyên phi sở duyên, bỉ tướng thức vô cổ, do như nhãn căn đẳng. Thấy chưa? Đó là bài kệ thứ nhất. Đánh dấu đi, đánh dấu số 1. Bốn câu đó là bài kệ thứ nhất. Và bài kệ thứ hai bắt đầu từ hòa hợp ư ngũ thức ở dưới đó, tức là hàng thứ tư từ dưới đi lên. Hòa hợp ư ngũ thức, thiết sở duyên phi duyên, bỉ thể thật vô cố, do như đề nhị nguyệt. Thank you.
Thank you, dear. À, à nhà. Giờ như để nghỉ nghỉ. Giờ xin quý vị chép và bài dịch có thể dịch thành năm chữ. Cực vi trong năm thức. Thank you. Cực vi trong năm thức. Là duyên không sở duyên. Vô vị tướng của chúng nó. Không hiện ra trong thức. Chữ cực vi trong năm thức là duyên không sở duyên. Thầy dịch lại, hai câu này. À, không sở duyên. Trong thức không thấy chúng. Ví như con mắt vậy. Cho nó dễ. Có ai hiểu gì không? Thầy con nói con không hiểu gì hết mà cười rằng. Chứ cực vi đây á, nó có nghĩa là cái nhỏ nhất, the smallest thing. Cực vi á là cái chữ ngày xưa để dịch chữ atom bây giờ đó. Cực tức là extremely, vì là small, extremely small. Cái đó là để dịch chữ anu, tức là cái atom đó.
Thì ngày xưa người ta không có dùng cái chữ nguyên tử atom, người ta dùng chữ cực vi, và tức là một cái hạt bụi mình nhỏ nhỏ tới cái mức không thể nào nhỏ được. Và có một danh từ nữa rất là hay là lân hư trần. Lân hư trần, lân tức là láng giềng, hư là hư vô, là empty space, và trần là hạt bụi. Cái hạt bụi nó nhỏ cho đến nỗi nó làm già láng giềng của hư vô, tức là nhìn vào hư vô và cái hạt bụi đó thấy dần giống nhau, không có khác nhau gì hết. Lân hư trần, cái danh từ rất là hay. Almost nothing. It's so small that it looks almost like nothing at all. Lân hư trần, lân là láng giềng. Chữ nghĩa của người xưa vậy đó. Cái hạt bụi mà nó là láng giềng của hư không. Cái lý do là có những người chủ trương rằng là cái đối tượng của tri giác mình đó, những cái mình thấy như là cái chuông hay là cái bức màn hay là cái nhà, những cái đó, cái bản chất của nó là các nguyên tử, các cực vi. Và họ nói rằng khi mà mình nhận thức một cái gì đó, mình thấy một cái bông hay là thấy cục đá hay là thấy cái hoa, thì cái đối tượng nhận thức của mình đó là những cái atom, là những cái cực vi, tức là một cái thực tại có thật, nó đứng ngoài cái nhận thức của mình. Dù mình có nhận thức hay không có nhận thức thì nó cũng có mặt như vậy thôi. Mình có thấy hay không thấy nó thì nó cũng có mặt như vậy. Và vì vậy cho nên mình thấy là mình thấy cái đó, mình thấy nó là những atom. Rất gần với khoa học. Khoa học nói rằng là sự vật nhìn cho kỹ thì nó chỉ là những atom thôi, những cái cực vi thôi. Thì câu này là để, cái bài kể thứ nhất này là để trả lời lại câu đó. Trong cái nhận thức của mình có năm thức á, trong khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm và mình xúc chạm á, năm thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, năm thức cảm giác này, the five senses consciousness. Mình đâu có tiếp xúc được với vi trần đâu, mình đâu có tiếp xúc được với cực vi đâu, mình đâu có thấy cực vi, mình chỉ thấy những hình tướng thôi, mình chỉ có thể núi, sông, hoa, người, hạt sỏi, con chim thôi, mình đâu có, mình có thấy được những cái atom đâu, những cái cực vi đâu. Vì vậy cho nên cực vi nó không phải là sở duyên, nó không phải là đối tượng của nhận thức. Cứ tạm cho nó là một duyên đi, nhưng mà nó không phải là sở duyên. Là duyên, không sở duyên. Chúng ta có thể tạm cho nó là một trong những cái điều kiện. Nó có thể là tăng thượng duyên. Quý vị có nhớ tăng thượng duyên là cái gì không? Là một cái duyên, một trong những cái duyên vậy thôi. Cũng như là mưa hay là nắng hay là đất là một trong những cái điều kiện nó đưa lên bông lúa thôi. Nó chỉ là duyên thôi, chứ nó không có thể nào là sở duyên được. Sở duyên tức là đối tượng nhận thức, mà đối tượng nhận thức thì mình không có thấy, mình chỉ thấy bông hoa thôi chứ không có thấy vi trần, không có thấy cực vi. Đó là lý luận của thầy Trần Na. Khi mình thấy, nhìn cái chuông thì mình chỉ thấy cái chuông thôi, đâu có thấy cực vi đâu. Vì vậy cho nên cực vi không phải là sở duyên, cực vi chỉ có thể là duyên là tối đa. Quý vị hiểu chưa?
Ai hiểu giơ tay lên coi. Tại vì mình phải phân biệt hai cái là duyên và sở duyên. Duyên là một cái điều kiện. Trong những cái điều kiện nó có thể làm phát sinh ra cái gì đó. Còn sở duyên nó là một điều kiện, nhưng mà điều kiện này là phải là điều kiện để phát sinh ra nhận thức. Tại vì khi nhận thức nó có hai phần. Năm thức, cái thấy là view, sight, hay là cái nghe, hay là cái ngửi, hay là cái xúc chạm, thì cái đó gọi là thức, năm thức. Thì trong cái thấy đó mình gọi là perception, là cái tưởng, cái perception. Thì nó có cái năng duyên. Là the perceiver. Và nó có cái sở duyên là the perceive. Cái này là subject of perception, cái này là object of perception. Thì đây là một cái nhận thức, mà nhận thức luôn luôn là nhận thức về một cái gì, có phải vậy không? Nó có năng duyên và nó có sở duyên. Sở duyên là đối tượng nhận thức, năng duyên là nhận thức. Hai cái đó nó đi đôi với nhau. Cũng như là cái tờ giấy này, nó có hai mặt, nó có recto verso. Hai cái nó đi đôi với nhau. Hai cái không thể nào riêng, lấy hai cái riêng ra không có được. Thì nhận thức cũng vậy. Nhận thức là phải có đối tượng nhận thức là sở duyên, và nó phải có chủ thể nhận thức là năng duyên. Năng duyên là subject of cognition, và sở duyên là object of cognition. Và hai cái đó nó nương vào nhau, nó phát hiện đồng một thời, đồng một lúc. Thì sở duyên là Alambana Pratyaya. Không có sở duyên thì năng duyên không phát hiện được, mà không có năng duyên thì sở duyên cũng phát hiện được. Cũng như tay trái và tay phải, không có trái thì phải không có biểu hiện được, và không có phải thì không có trái biểu hiện được. Hai cái nó phải nương vào nhau và biểu hiện, gọi là năng và sở. Năng và sở. Năng. Vậy thì đối với năm thức thì cực vi có thể tạm gọi là một trong những cái điều kiện để làm phát sinh ra nhận thức, nhưng mà nó không phải là đối tượng của nhận thức. Tại vì mình có thấy nó, mình có thấy cực vị. Cái này mà mình hiểu thì đâu được. Mình chỉ thấy cái chuông chứ mình có đã thấy nguyên tử đâu. Thì vậy cho nên nguyên tử có thể là một điều kiện cho nhận thức, nhưng mà không phải là đối tượng nhận thức. Đối tượng nhận thức là mình phải thấy, mình phải nghe. Có thể đi tiếp được không? À? Ví dụ như là con mắt là một cái duyên, một cái condition. Nếu không có mắt thì không có cái thấy được. Nếu không có cái lỗ tai thì không có nghe được. Thì mắt và tai đều là những cái điều kiện, những cái duyên. Nhưng mà mắt tai đâu phải là sở duyên. Khi mình nhìn một bông hoa, mình đâu có thấy con mắt của mình, phải không?
thì con mắt không phải là sở duyên, con mắt chỉ là duyên thôi. Thì cực vi cũng vậy, mình có nhìn thấy cho nên mình biết rằng nếu mà nó tối đa là anh cực vi chỉ có thể làm duyên thôi, chứ không thể nào là sở duyên được. Tại vì sở duyên, tại sao tôi không có thấy anh, tôi không thấy cực vi. Sở duyên phải là đối tượng nhận thức, là mình phải thấy, phải nghe, phải cảm được mới gọi là sở duyên. Còn cái mình không có thấy, không nghe, không cảm được thì cái đó không phải là sở duyên, cái đó tối đa nó chỉ là duyên mà thôi. Được không? Được không con? Hiểu được không? Thì mình nói rộng ra như thế này cho dễ hiểu. Trong cái năm thức cảm giác của mình á, thì những cái cực vi đó, những cái nguyên tử đó, nó chỉ có thể đóng tối đa là vai trò duyên, mà không có thể đóng được vai trò sở duyên. Hiểu không? Phải không? Sở duyên tại sao mình không có thấy nó? Mình đâu có thấy atom bao giờ đâu. Mình chỉ thấy cái chuông thôi, mình chỉ thấy cái bông hoa thôi, mình đâu thấy atom. Vì vậy cái mình không có thấy không thể gọi là đối tượng nhận thức được. Nó có thể là một trong những điều kiện. Cũng như con mắt mình, khi mình nhìn cái chuông thì mình thấy cái chuông chứ đâu nhìn thấy con mắt nè. Con mắt không phải là sở duyên, chỉ trừ khi nào mình đưa cái kiến lên mình nhìn con mắt mình thì con mắt mình nó hình ảnh con mắt mới là sở duyên của cái thấy mà thôi. Thế nên mình phải phân biệt giữa hai cái, một là duyên, hai là sở duyên. Duyên là những điều kiện để có thể phát sinh ra nhận thức, nhưng mà sở duyên là một điều kiện rất là đặc biệt, đó là cái đối tượng nhận thức. Mà trong khi mình nhìn đó, thì mình chỉ thấy những cái hình tướng mà nó mình không có thấy được cái nguyên tử, cái cực vi. Cho nên cực vi nguyên tử có thể là duyên nhưng mà không phải là sở duyên. Tại vì sao? Tại vì trong năm thức mình không có thấy chúng. Because in our five sense perception, we don't see the atoms at all. Vì trong thức mình không có thấy nó. Ví như con mắt vậy, khi mình nhìn cái chuông mình đâu thấy con mắt, nhưng mà con mắt là một điều kiện để cho mình có thể thấy được cái chuông. Dễ á, dễ không? Bây giờ mình đọc lại văn xuôi. Đây, đọc lại bài kệ thứ nhất. Đối với năm thức, cực vi có thể là điều kiện, có thể là duyên, nhưng không thể là đối tượng nhận thức, là sở duyên. Bởi vì tướng của cực vi ấy không biểu hiện nơi nhận thức. Có gì đâu mà không hiểu. Cũng ví dụ như năm giác quan. Đúng rồi, năm giác quan là duyên, đâu phải là sở duyên. Rồi còn chú thích nữa, năm giác quan là điều kiện cho thức nhưng không phải là đối tượng của nhận. Vỡ ra chưa? Hiểu được chưa? Dễ ợt à? Bây giờ chúng ta đọc lại cái văn xuôi mà ở trong cái bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp không có. Bây giờ các thầy, các sư cô dịch chung. Trong số những người chủ trương rằng phải lấy sắc, thanh, hương, vị, xúc bên ngoài để làm đối tượng nhận thức cho năm thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, có những người cho rằng cực vi là thực thể, atoms are the ultimate reality, có khả năng sinh ra nhận thức. Lại có những người cho rằng các cực vi ấy khi hòa hợp lại làm ra những cái tướng trở thành đối tượng của nhận thức. Cả hai chủ trương đều sai lầm. Có hai cái quan điểm là atom á, nguyên tử là cái ultimate reality, nó làm phát sinh ra cái nhận thức của mình, cái perception của mình. Và có người thì nói rằng
nếu nó không phải là đối tượng nhận thức á, thì khi mà chúng nó tới với nhau, kết với nhau thành một khối á, thì nó sẽ trở thành đối tượng nhận thức của mình. Và bài kệ này là đã trả lời cái câu đầu, và bài kệ tới là để trả lời câu thứ hai. Câu đầu là nói là cực vi nguyên tử là đối tượng của nhận thức, và chủ trương thứ hai là nếu anh cũng công nhận cực vi là đối tượng nhận thức, thì sự tập hợp của các cực vi thành những khối như vậy, nó là đối tượng của nhận thức. Vì vậy cho nên đối tượng nhận thức là cực vi. Thì thầy bác cả hai, nó là cực vi riêng lẻ, đã không phải là đối tượng nhận thức rồi, mà đến khi nó tập hợp thành từng khối cũng không phải là đối tượng của nhận thức được. Và cái bài kể thứ nhất này nó là để bác cái chủ trương đầu là cực vi là nguyên tử đơn độc, là đối tượng của nhận thức, là sở duyên, là sở dung duyên. Và bài kể tới là để bác cái ý thứ hai là khi mà các cực vi, các nguyên tử nó hợp lại thành một cái gì đó, thì nó là đối tượng của nhận thức, nó là sở dung duyên. Nhưng mà thầy Trần Đăng nhất định không nói nó là duyên thì tạm thời tôi có thể chấp nhận, nhưng mà nói nó là sở duyên thì tôi không chấp nhận được, tại vì tôi không có thấy nó. Tôi chỉ thấy cái chuông, tôi chỉ thấy bông hoa, cho tôi chưa bao giờ thấy cực vi hết. Và cái lý luận là nói cực vi chỉ có thể là gì xem, mà không có thể là sở duyên, tức là đối tượng nhận thức. Bây giờ chúng ta đọc thêm cái phần văn xuôi trước khi đọc cái bài kệ thứ hai. Đối tượng nhận thức là cái tướng trạng được phát khởi ra đi kèm theo với chủ thể nhận thức. Đối tượng nhận thức là sở duyên á, là cái tướng trạng nó phát hiện ra đi kèm theo với chủ thể nhận thức, hiểu không? Cái năng và cái sở nó luôn luôn đi cho mình. Thì phải có thực thể khiến cho chủ thể nhận thức có thể nương vào đó mà phát sinh. Nếu cực vi của sắc, sanh hương vị xúc pháp mà có thực thể có thể sinh ra nhận thức, thì cũng chỉ có thể là điều kiện mà không phải là đối tượng nhận thức. Cũng giống như con mắt đối với nhận thức không phải là hình tướng của đối tượng nhận thức. Và cực vi trong năm thức như là nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân cũng không thể được gọi là đối tượng của nhận thức. Cái đó nó không có gì là khó cả. Nó chỉ nói một điều thôi, là cực vi, atom, nguyên tử, nó chỉ có thể tối đa là đóng vai trò duyên thôi, nó không phải là sở duyên. Với lý do duy nhất là mình không có thấy nó. Mình không có thấy nó, mình chỉ thấy cái chuông thôi, mình không có thấy nguyên tử. Bởi vì cho nên nguyên tử không phải là đối tượng của nhận thức. Atoms are not object of our perception. Atoms may be a condition for perception, but they are not objects of our perception. Dễ không cô Trang Nghiêm? Dễ á? Thôi chắc có lẽ là đi sang cái thứ hai làm cho mình hiểu cái thứ nhất nhiều hơn. Bài thứ hai. À bây giờ mình nói văn xuôi hết. Những cái cực vi, những cái atom, những cái nguyên tử. Đối với năm thức cảm giác, nó chỉ có thể là duyên điều kiện, mà nó không có thể là sở duyên đối tượng nhận thức. Tại vì lý do gì? Tại vì trong cái nhận thức, trong cái tri giác của mình không có thấy được chúng. Ví dụ như là con mắt vậy, con mắt hay là lỗ tai, nó là điều kiện
của nhận thức, chứ không phải là đối tượng nhận thức. Bây giờ đến bài thứ hai. Hòa hợp trong năm thức. Là sự duyên không duyên, thế của chúng là không, như mặt trăng thứ hai. Thì đối phương nó nói lại, anh không thấy cực vi, tại vì chúng nó riêng rẽ, nó nhỏ quá anh không có thấy. Nhưng mà khi mà chúng nó tập hợp với nhau thành một khối thì anh thấy chứ, anh thấy cực vi chứ, tại sao anh không có thấy? Vì vậy cho nên cực vi vẫn là đối tượng của nhận thức, vẫn là sở duyên duyên. Hai bên cũng ghê lắm nha. Khi mà nó riêng rẽ từng nguyên tử anh có thấy, nhưng mà khi mà nó tập hợp với nhau thì nó sờ sờ ra đó, nó là đối tượng của nhận thức, tại sao anh nói nó không có thể là đối tượng? Cái hòa hợp này là cái agglomeration, một cái combination. Ở trong tiếng bản tiếng Anh mình dịch là gì? Une réunion. Une réunion de atomes. Mình tiếng Anh thì để là gì? Agglomeration. Agglomerate. Thì thầy Trần đang nói rằng cái sự tập hợp cái khối đó, tôi có thể nói rằng cái đó là sở duyên thiệt, cái đó là đối tượng nhận thức thiệt. Tức là thầy Dinaga nói rằng là cái mà anh cho là cái sự kết hợp, cái hình thức có ra do sự kết hợp các nguyên tử rất nhỏ, cái aggregate đó, cái conglomeration đó, tôi chấp nhận nó là sự duyên, nhưng mà nó là không phải là duyên, nó không phải là cái gì có thật. Con mắt nó có thật, lỗ tai nó có thật, có thể là cái nguyên tử của anh cũng có thật, nhưng mà cái hình ảnh mà do sự tập hợp của các nguyên tử có đó là nó không có thật, đó là một sáng tạo phẩm của trí óc anh chứ không phải là có thật. Tại vì cái thực thể của tôi đó là không, là không có, nó không có thực thể. Nó cũng giống như là mặt trăng thứ hai, là khi anh ngưng ngứa con mắt đó, anh có bệnh mắt đó, anh dụi dụi thì tự nhiên anh thấy có một mặt trăng thứ hai. Làm gì có mặt trăng thứ hai? Tuy là anh có thấy nó, nhưng mà mặt trăng thứ hai không có thực thể. Thì cái bông hay là cái chuông mà anh thấy đó, nó là sáng tạo của trí óc, nó không có thực thể.
Tuy là nó là sự duyên, nhưng mà nó không có thực thể, không có thiệt. Nó ngó như vậy đó, nó như vậy đó, nhưng mà không phải là vậy. Nó ngó vậy đó, nhưng mà không phải là vậy. Cũng như là mình thấy con ma đó. Con ma nó đi vô, mình thấy như vậy nhưng mà không phải là như vậy. Nó chỉ là mặt trăng thứ hai, nó là sáng tạo phẩm của trí óc. Thành cái nguyên tử có hay không tôi không biết, nhưng mà cái hình thái của cái chương đó là sáng tạo phẩm. Thì chúng ta có thể lấy một cái ví dụ là chúng ta có những viên gạch, chúng ta mua về mấy ngàn viên gạch và chúng ta xây trong cái nhà. Nhưng viên gạch thì nó giống nhau lắm, nó nhỏ. Và khi chúng ta xây những viên gạch với nhau, nó thành cái nhà. Thì cái nhà nó là một cấu tạo các viên gạch. Cái nhà đó không phải là viên gạch. Tại những viên gạch đó, mình nhìn vào trong viên gạch, mình đâu có thấy cái nhà. Trong viên gạch cũng có cái nhà. Vì vậy cho cái nhà là cái sự sáng tạo. Và mình, ví dụ như mình lấy từng viên gạch ra riêng thì không còn cái nhà nữa. Cái nhà là một cái sáng tạo. Nó, thực thể của nó là không. Ví dụ như mình có một cái chấm trong hình học geometry đó. Ngày xưa thầy học đó, thì cái chấm point đó, tức là sự gặp gỡ giữa hai đường. Đó là cái point. Và hỏi, ngày xưa khi mà thầy học toán đó, thì cái định nghĩa của điểm đó, là sự gặp gỡ giữa hai đường. Và đường á, tức là sự di chuyển của một điểm. Sự di chuyển của một điểm. Và nó có thể làm ra một vòng tròn. Một điểm mà di chuyển có thể làm vòng tròn, hay là một điểm di chuyển có thể làm ra hình vuông. Và mình có thể tưởng tượng được là có mấy trăm triệu những cái chấm đó, nó làm thành ra cái hình vuông hay là hình tròn. Nhưng mà cái hình vuông, hình tròn đó, nó không có thực thể. Cái thực thể chỉ là những cái chấm thôi. Nếu mà nói cái ultimate reality, cái sự thật tuyệt đối, thì chỉ có những cái chấm đó thôi. Cái điểm đó thôi. Cái điểm nó di chuyển, nó làm thành ra cái vuông và cái tròn. Cái vuông, cái tròn, nó không phải là bản chất của những nguyên tử, của những cái điểm. Thì khi mà các nguyên tử nó tập hợp nhau, nó làm ra cái chuông, thì cái hình ảnh của cái chuông là một cái không có thật. Tại vì trong các cái đó là cái sáng tạo. Còn ở trong mỗi cái nguyên tử, nó không có cái tướng của cái chuông. Bởi vì vậy cho nên dầu đó là hình tròn hay dầu đó là hình vuông, thì cái đó không phải là bản chất của cái điểm. Dầu nó là cái chuông lớn hay là cái chuông nhỏ, hay là quả núi lớn hay là hòn cùi nhỏ, thì những cái hình tướng đó có thể là đối tượng của trí giác, nhưng mà không phải là nguyên tử, không phải là cực vi. Cũng như là cái hình tròn này, hình vuông này không phải là cái điểm. Cái điểm không phải tròn, không phải vuông. Và những cái tròn vuông đó là những cái sáng tạo. Nó là mặt trăng thứ hai thôi. Cái sự tập hợp của các nguyên tử đối với năm thức, nó có thể tạm cho là sự duyên, nhưng mà nó không có thiệt. Nó không phải là duyên.
nó có thể là sự duyên nhưng mà nó không thể là duyên. Sở duyên 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 là điều kiện, sở duyên là đối tượng nhận thức, đối tượng nhận thức là một điều kiện. Thì trong năm, trong cái nhận thức của mình, của năm thức đó, thì cái sự tập hợp của các nguyên tử đó nó cho một mình một cái hình dáng. Cái hình dáng đó có thể gọi là sở duyên nhưng mà nó không có thiệt. Cái có thiệt hòa may là những nguyên tử, còn những hình dáng tạo ra đó nó tuy là sở duyên mà nó không phải là một cái điều kiện. Tại vì sao? Tại bản chất của nó là không có, cũng giống như chúng nó, cái những cái hình tướng của sự tập hợp đó, nó là như một mặt trăng thứ hai. Tức là cái đối tượng của nhận thức của mình đó, nó là một sáng tạo của tâm thức nhiều hơn là cái ultimate reality, cái sự thật tối hậu. Thì sau mình sẽ tiếp. Dear Thay, dear Sangha, after this we will have a short break. When we hear the sound of the bell invited outside, we're invited to gather at the bell tower to have walking meditation together with Thay. After walking meditation, we will have informal lunch in this big meditation hall. And the afternoon activity will be announced after lunch.